Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lại về được ít hàng đây. Tiện xuống xe quay giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên mình có cái con này nha, nó mới chanh chẹt luôn nè, mới xuống xe nè. Catcher nha anh em, catcher mới cắt chỉ luôn. Catcher xe nó nè, máy catcher luôn nè. Con này S200 nha anh em, S200 quá đẹp luôn, xuất sắc luôn, giống như chưa xài luôn nha anh em nè. Quá mới. Quá đẹp. Anh nào làm con này liên hệ mình, bán con này 8 triệu nha, catcher mới keng xẻ beng luôn, S200 luôn. Đó, bán như hình 8 triệu. Bao hơi lửa cho anh em. Đó, về thêm được mớ con này nữa nha. Con này mới chưa xài luôn mà nó bị chóc sơn nha. Con này hàng Đài Loan bãi về luôn nha. Tay hồi nè, tay hồi dùng súng luôn hay sao nè. Có cái này là như là dùng súng nè, này tí sứ luôn. Đó, nãy ngứa ngứa thế thì coi tí sứ luôn nè. Con này tí sứ, tí sứ nha anh em. Tí sứ 22 hai mấy cái trắng trắng ở trong rồi nè, sứ nè. Đó. À 80 kg nước 50 lít một phút nha anh em. Đó. Về xịt chuồng heo má ơi luôn. Con này bán cho anh em 3 triệu nha, 3 triệu. Đó, bao ti bao gen chưa thử nha. Mới chưa xài luôn nè. Mà anh em thấy không? Chưa có dấu lăn bu ly luôn. Đó. Về xịt chì xịt. Tem kỹ thuật đó. Này rửa sân rửa vườn xe ben thì cũng ok, giá nó vừa phải. Này con Đài Loan Echo nè, 10-50 nè. Cái này cái bao hút hồi em chưa khui ra nữa. Với em mua mớ motor về nè, đi mua chục con mà nó còn có 4 con nè, 5 ngựa. 5 ngựa một pha ấy, về đóng cho anh em. Mấy con 3-50 nè, 10-50 nè. Đầu ấy yên tâm. Yeah, 330 nè. Con này con Marunaka nè, với mấy cái linh tinh mà S6 5613. Này em về được hai con, có một con đẹp gan xè beng luôn. Thì đi đường rồi anh kia anh ấy chốt rồi tiện đường em giao luôn cho khách luôn rồi. Đó, còn bếp ga thì mua về nhà xài chơi. Đó, này nên còn con này nó không đẹp bằng con kia nhìn chảy ke luôn. Đó, 613. Ít linh tinh này. Đó, hàng em bán thì em bao xài cho anh em hết luôn nha. Đó, con xe mô tô mua về nghịch chơi thôi. Đó, thì hôm nay em về được ít linh tinh vậy thôi. Anh em có nhu cầu sử dụng, quan tâm món nào liên hệ em nha. Này này ít ít vậy thôi, em còn xuống xe rồi dọn đi, không có trời tối rồi, bây giờ 6 giờ tới nơi rồi mà trời nó vẫn hơi sáng. Rồi, chào anh em nha, hẹn gặp lại trong cái clip tiếp theo của em. Này lên ngắn ngắn vậy thôi.